Ok, xin chào tất cả các bạn đến bài học tiếp theo của chúng ta. Ok, are you ready? Yes. Các bạn hãy nhớ là đứng dậy. Ok, đứng dậy, di chuyển cơ thể mạnh mẽ và chúng ta sẽ chinh phục cái bài học này. Ok, are you ready? Yes, ok. Mình học tiếp học tiếp theo nào, chữ cái tiếp theo nào. Ok. Ok, các bạn đọc với thầy nào. G, ok, G, 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 G. Ok, chúng ta sẽ có ok, guitar. Ok, 1, 2, 3, go. Guitar, 1, 2, 3, go. Guitar, đọc to nữa nào. Ok, 1, 2, 3, go. Guitar, ok, good. 1, 2, 3, go. Guitar, ok, loud, to nữa nào. Ok, 1, 2, 3, go. Guitar, ok, very good. Tiếp này. Đây là gì? Yeah, glasses, ok. Glasses, ok. 1, 2, 3, go. Glasses, ok. Glasses, 1, 2, 3, go. Glasses. Thế như các bạn không theo quý thì các bạn cũng để tay mắt thế này cùng với thầy và làm nhá. Ok, 1, 2, 3, go. Glasses, ok. Glasses, glasses, 1, 2, 3, go. Glasses, okay. Very good. Tiếp này. Very easy, right? Đó là động tác là vuốt tóc của một cô gái nhé, vuốt tóc của một cô gái này. Ok, grow. Ok, 1, 2, 3, go. Grow. Ok, understand me? Ok, again. 1, 2, 3, go. Grow. Ok, 1, 2, 3, go. Grow. Ok, good. So now we move to a sentence. Ok. Tony mua một cái gì đây? Mua một cái cây đàn mới. Ok, nào Tony, nhớ không? Buys, ok, buys, ok. Tony buys a guitar. Ok, very good. Ok, bắt đầu với thầy nhá. Tony buys a guitar. Ok, Tony mua một cái đàn mới. Ok, 1, 2, 3, go. Tony buys a guitar. Ok, very good. Ok, 1, 2, 3, go. Guitar. 1, 2, 3, go. Grow. 1, 2, 3, go. Glasses. Ok, bạn nhớ với thầy để thi xem bạn nào có thể là trả lời đúng được nhiều hơn và nói được trước thầy nhá. Ok, are you ready? Yes, ok, very good. Ok, glasses, ok, very good. Guitar, ok, very good. Glasses, ok, very good. Grow, ok, good. Ok, Tony, ok, 1, 2, 3, go. Tony buys a guitar, ok, very good. Ok, next, chúng ta chuyển sang từ tiếp theo nhé. Ok, we have, ok, chúng ta có, ok, các bạn đọc với thầy này. It, it, ok, it, ok. We have huge. Ok, huge. Huge có nghĩa là, có nghĩa là rất là to lớn, rất là khổng lồ. Ok, huge. Ok, huge. Bắt đầu với thầy nào, đứng dậy nào, đứng dậy nào. Ok, đọc với thầy nha. Tất cả đứng dậy, đứng dậy. Ok, 1, 2, 3, go. Huge. Ok, tiếp này. Are you ready? Yes, ok. Tiếp này. House. Ok, quay lại mình mua nhà nhé. House, ok. 1, 2, 3, go. House. 1, 2, 3, go. House, ok, very good. 1, 2, 3, go. House. Huge, good. House, ok, very good. Happy. Mình làm happy nhé. Hay ra như này. Happy, ok. 1, 2, 3, go. Happy. 1, 2, 3, go. Happy. Đứng dậy nào, đứng dậy nào. Ok, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Happy. House. Huge. Okay, very good. Tiếp này. Tony buys a new house. Okay, very good. Tony buys a new house. 1, 2, 3, go. Tony buys a new house. Okay, very good. Louder, to nữa nào. 1, 2, 3, go. Tony buys a new house. Okay. Okay. We have a
đầu thế này. I. Okay. I. 1, 2, 3, go. I. Louder, đọc to nữa nhá. 1, 2, 3, go. I. Ok, bạn đứng dậy di chuyển có thể nào. I. Ok, 1, 2, 3, go. I. Go. I. Ok, very good. We have. Đây là một tảng đá đúng không? Một tảng băng đúng không? Ice. Ok, bắt đầu cái gì nào. Ice. Là mình động nhá. Đáng rất là lạnh đúng không? Ice. Ok. 1, 2, 3, go. Ice. Ok, very good. Ok, 1, 2, 3, go. Ice. Ok, good. Tiếp này. Đây là một hòn đảo. Ok, ví dụ như là chúng ta có hòn đảo, chúng ta đến đảo để bơi nhé. Ok. Này đang đi bơi nhé. Ok. Iceland. Ok. 1, 2, 3, go. Iceland. Ok. Iceland đi bơi nhé, đi bơi nhé. Ok. Hay đi bơi như này đi, bơi như này cho đấy nhé. Ok. 1, 2, 3, go. Iceland. 1, 2, 3, go. Iceland. Ok. 1, 2, 3, go. Iceland. Ok, very good. Tiếp này. Đây là gì? Đây là gì? Ok. Đây là cái mà là, ok, mình hãy là đi làm quần áo nhé. Iron. Các bạn có thể Iron. Iron. Ok. Iron. 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 Ok. 1, 2, 3, go. Iron. Good. 1, 2, 3, go. Iron. Good. Là làm lần nữa nào. 1, 2, 3, go. Iron. Good. Làm lần nữa nào. 1, 2, 1, 2, 3, go. Iron. Ok, good. Tiếp này. Ok. Cái này là Tony đi đến một Iceland. Tony đi đến một hòn đảo. Ok, mình cũng làm động nha. Tony comes to an Iceland. Ok. 1, 2, 3, go. Tony come to an Iceland. Ok. Ok, very good. Rồi. Bây giờ thì xem các bạn có thể nhớ được không nhá. Ok, very good. Tiếp từ viện đến trường viện này. Are you ready? Yes, ok, very good. Bị này. Ok, 1, 2, 3. Guitar, ok, very good. 1, 2, 3, go. Guitar, ok, good. Glasses, ok, good. Glasses, ok, good, very good. Glasses, ok, very good. Grow, grow là cô gái, ok. Grow, ok, good. Tiếp này. Iceland, ok, good. Iceland, good. Ice. Ice. Ok, good. Iron, ok, good. Các bạn nào có thể là iron. Ok, 1, 2, 3, go. Iron, tiếp này. House, good. House, good. Happy, ok, good. Happy. Huge, good. Huge, good. Okay. And we have a sentence. Chúng ta có một câu đầu tiên này. Tony buys a guitar. Okay, a guitar. Okay, are you ready? Yes. Chúng ta sẽ học mini story về câu này nhé. Are you ready? Yes. Okay. Tony buys a guitar. Các bạn sẽ nói là, oh, nhớ không? Okay, nào. Tony buys a guitar. Oh, good. Does Tony buys a new dog? No, right? Tony buys a guitar. Does Tony buy two guitars? Does he buy two guitars? No. Yes. Tony buy one guitar. Good. Does Tony buy a violin? Violin? No, not a violin. Tony buys a guitar. Does Tony buy a piano? Piano? No, not a piano. Tony buys a guitar. Okay, very good. Okay, we have the next. Tony buys a new house. Tony mua một cái gì mới? Yeah, một ngôi nhà mới. Okay, are you ready? Yes, okay. Tony buys a new house. Oh, good. Does Tony buy a new dog? No. Does Tony buy a new toilet? No. Okay. Does Tony buy a new car? No. Yeah, trong câu chuyện chúng ta thì Tony không có mua một cái xe mới đúng không? Okay, Tony mua một cái gì mới? Ngôi nhà mới. Okay. Does Tony buy a new house?
Yes, okay, very good. There's only buy two new house. No, not two new house. Tony buy one a new house. Oh, Tony buy a new house. Okay, very good. Who buys a new house? Who buys a new house? Tony, okay, Tony buys a new house. Okay, very good. Okay, and we have last. And Tony come to an Iceland, okay? Tony come to an Iceland. Okay, very good. Who come to an Iceland? Tony. There's Tony come to the toilet. No. There's Tony's come to an Iceland? Yes. Who come to the Iceland? Tony, okay, Tony, very good. Tony come to the Iceland. There's Tony come to the toilet. No, the toilet. Tony come to an Iceland. Tony come to an Iceland. Very good. Okay,